Thời điểm hiện tại thì có hai mẫu máy tính bảng của Xiaomi mà anh em phân vân khá là nhiều. Đấy, cơ bản là cái mức giá của nó hợp lý và những cái trang thiết bị của nó rất ok. Đó chính là chiếc Pad 6 và chiếc Pad 5 Pro 12.4 inch. Nếu các bạn nghe Pad 5 Pro thì cứ tưởng là nó là sản phẩm ra trước Pad 6, nhưng mà không nha. Cái con Pad 5 Pro 11 inch thì đúng là ra trước Pad 6 thật, nhưng mà cái con Pad 5 Pro 12.4 inch này này thì nó ra cùng thời điểm với cả Pad 6 luôn. Những cái đặc tính của nó cực kỳ là khủng luôn. Hiện tại thì Pad 5 Pro 12.4 inch nó chỉ trong cái mức giá là hơn 5 triệu thôi. Có nghĩa là nó còn rẻ hơn ở chiếc Pad 6 của anh em ạ. Thì cùng mình đánh giá xem là cái sản phẩm này nó có gì hay, nó sẽ phù hợp với ai. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Cái điều đầu tiên mà các bạn sẽ phải đánh đổi trên cái con Pad 5 Pro 12.4 inch này, và mình nghĩ nó cũng sẽ là yếu điểm luôn, đó chính là trọng lượng của máy. Máy có trọng lượng lên tới là 620g. Vậy nên các bạn cầm bằng một tay thì nó khá là mỏi nha. Thiết bị này thì nên sử dụng giải trí bằng hai tay anh em ạ. Cái mặt sau thiết kế của con Pad 5 Pro 12.4 inch này nó cũng rất khác so với cả là Pad 5 11 inch cũng như là Pad 5 thường. Ví dụ như bọn kia thì nó sẽ sử dụng lưng là bằng nhựa, còn khung là bằng kim loại. Còn con này thì nó hoàn thiện giống với cả Pad 6 luôn. Có nghĩa là các bạn sẽ có khung và lưng liền một khối là kim loại luôn. Nhìn nó rất là sang chảnh, nhìn nó rất là đắt tiền anh em ạ. Và thiết bị này thì nó được làm vuông đét đèn đẹp nha, nó đúng theo trend luôn. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là phía trên này có hai loa Dolby Atmos, phía dưới này có thêm hai loa nữa. Tí nữa mình sẽ mở âm thanh cho các bạn nghe. Thường thì những mẫu máy tính bảng mà lớn như này thì âm lượng nó rất là khủng khiếp nha. Cụm cam trên con Pad 5 Pro 12.4 inch thì các bạn liên tưởng đến sản phẩm gì? Mình thấy nó rất giống với cả chiếc Xiaomi 12S Pro. Nhìn như này thì nó giống như kiểu một mẫu smartphone. Cái viền của nó rất là tốt. Nó học tập theo cái thương hiệu nào thì mình cũng không rõ, nhưng mà viền của nó rất là ngon nha. Tất cả những viền benzen là bằng nhau và những cái góc này sẽ được bo cong một chút để cho anh em một cái cảm quan nhìn vào rất là sướng. Một mẫu máy tính bảng mà viền nó thuộc dạng là tương đối mỏng thì lúc nào chúng ta cảm giác nhìn vào nó cũng sẽ thuận lợi nhất. Bọn Pad 5 Pro 12.4 inch này thì cũng hỗ trợ boot nhá. Boot của Xiaomi thì các bạn có thể mua trên những cái sàn thương mại điện tử. Rồi, ưu điểm lớn nhất và cũng như cái tên gọi của máy đó chính là kích thước màn hình lên tới là 12,4 inch. Nó to kinh khủng luôn. Các bạn nghe con số 11 inch trên Pad 6 thì nghĩ là thêm khoảng 1,4 inch nữa nó cũng chả khác biệt đúng không? Nhưng mà không nha. Còn 1 inch ấy nó sẽ rơi vào khoảng từng này. Đấy. Mà từ 11 inch nó lên thêm từng này là 1,4 inch ấy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là dài nhân rộng của nó thêm được rất nhiều đúng không? Nó cũng giống cái việc mà các bạn đang sử dụng một cái con máy 11 inch như kiểu Pad 5 hoặc là Pad 6 mà lên một con máy 12,4 inch này thì giải trí thực sự rất là sướng. Tất cả những cái nội dung nhìn trên này nó cực kỳ đã luôn. Ngoài ra thì mẫu máy tính bảng này sẽ được trang bị một cái màn hình là IPS LCD 120Hz, có độ sáng là 500 nits, độ phân giải sẽ là 1600 x 2560 pixel. Trải nghiệm hình ảnh trên cái con Pad 5 Pro 12.4 inch này thì nó rất là đẹp luôn. Đấy, đương nhiên nó sẽ không thể bằng OLED được, nhưng mà trong cái tầm tiền khoảng hơn 5 triệu thì IPS mình nghĩ là hợp lý. Với cả là máy tính bảng là một sản phẩm mà chúng ta giải trí nhiều thì IPS nó sẽ là một cái tấm nền giúp cho cái máy nó bền bỉ hơn theo thời gian. Hầu hết ấy, những cái mẫu máy tính bảng trên thị trường nó sẽ tuân theo một cái quy luật là máy càng to, công suất loa càng lớn. Nó rất to luôn, không biết các bạn nghe qua mic có cảm nhận được không? Nhìn chung là nó sẽ to gấp đôi so với cả một chiếc điện thoại bình thường. Loa rất lớn và đương nhiên rồi, khi mà chúng ta mở mắc âm lượng thì nó cũng không bị chói luôn. Pad của Xiaomi thì mình thấy là làm loa khá là tốt. Kể cả những con máy mà thuộc dạng là giá rẻ hơn như kiểu là Xiaomi Pad 5 thường ấy thì mình thấy loa của nó cũng rất là ok rồi. Hiện tại thì thiết bị này nó vẫn có những phiên bản cập nhật lên hẳn là HyperOS cho các bạn nhé. Cái dòng Pad thì thường Xiaomi không ra mắt quá là nhiều, thế nên là họ sẽ tối ưu được và họ sẽ tung ra nhiều phiên bản cập nhật phần mềm cũng như là bản khá bảo mật. Còn con gì mới ra mắt nhỉ? Redmi Pad Pro nó cũng có kích thước màn hình là 12,4 inch, nhưng mà con đấy thì hiệu năng nó sẽ chưa bằng con này nha. Con đấy là 7S Gen 2, con này lên tới là Snap 870, 870 mạnh hơn anh em ạ. Thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì cái con Redmi Pad Pro thì có mức giá rẻ hơn con này mà. Ok chưa? Thì với con chip 870 mình cũng đã có thử làm một số những cái game cho các bạn xem rồi. Honkai Star Rail, Genshin Impact, PUBG Mobile, cái thứ là nó có thể nuốt trọn hết. Máy tính bảng thì nó có một cái ưu điểm là khi mà các bạn chơi game thì cái nhiệt độ tản ra
nó rất là nhanh. Và khi mà một máy tản nhiệt tốt thì hiệu năng của nó sẽ giữ được một cách ok hơn. Đó. Máy tính bảng thì nó ít khi bị lock FPS hơn bởi vì nó tản nhiệt nó tốt anh em ạ. Phiên bản mình đang có đây là phiên bản RAM 6GB bằng bộ trong 128GB và có chuẩn bộ nhớ trong là chuẩn 3.1, cũng là chuẩn tốc độ cao rồi. Anh em có thể xem lại một số những video test game của mình. Nhìn chung là nó sẽ là một cái chiếc máy tính bảng có cái hiệu năng rất là tốt, đủ sức để giúp cho anh em cày game, có chất lượng camera tốt hơn với cả Mi Pad 6. Không biết là anh em có để ý cái phần này hay không. Thực tế thì máy tính bảng không phải là chúng ta sử dụng nhiều đến camera, đúng không? Nhưng mà mình chắc chắn luôn là anh em sẽ thi thoảng FaceTime với cả người thân hay là cái gì thì cam của con này nó có chất lượng cao hơn nha. Camera selfie của máy sẽ là 20 chấm, sau của nó sẽ là 50 chấm lận, anh em thấy không? Rất ít máy tính bảng ở trên thị trường có camera sau lên tới là 50 chấm nhá. Và cái điểm quan trọng nữa của cái con Pad 5 Pro 12.4 inch này, đó chính là cam sau của máy có khả năng quay tới là Full HD 60 khung hình, cực kỳ mượt. Đấy thì khi mà anh em FaceTime, kể cả bằng cam sau hoặc là cam trước, nó cũng có khả năng quay Full HD 60 khung hình để cho anh em có một chất lượng mượt hơn khi mà anh em nói chuyện với cả người thân, nói chuyện với người yêu, kiểu mượt hơn. Đấy, khi mà chúng ta quay phim bằng 30 khung hình ấy thì nó cứ delay ấy. Đây là một cái mà điểm mà mình đánh giá rất cao trên cái con Pad 5 Pro 12.4 inch này, cả cam trước cả cam sau đều có khả năng quay Full HD và 60 khung hình. Thêm một cái vượt trội nữa của con Pad 5 Pro 12.4 inch này là chúng ta sẽ được trang bị một cái viên pin lên tới là 10.000 mAh, một viên pin rất là lớn đến từ thương hiệu Xiaomi và nó hỗ trợ công nghệ sạc nhanh cũng cực kỳ cao luôn, lên tới là 67W. Pad 6 thì nó có sạc nhanh tối đa là 33W và viên pin nó đâu đó khoảng tầm là 8600. Nhưng mà Pad 6 nó vẫn có những cái ưu điểm riêng của nó, ví dụ màn hình nó touch quét cao hơn là 144 chẳng hạn, hay thiết kế mặt sau của nó thì nó giống như kiểu là Xiaomi 13. Đấy thì mình không phủ nhận cái điều đó. Nhưng máy tính bảng nào nó cũng sẽ có cái đối tượng khác nhau. Pad 5 Pro 12.4 inch thì nó rẻ hơn Pad 6 một chút mà cấu hình của nó vẫn mạnh, màn hình nó lớn hơn, pin lớn hơn, thiết kế của nó vẫn cực kỳ là đẹp. Đó, về màn hình nó quá ok luôn. Và đặc biệt là camera của con này thì Pad 6 không ăn được. Anh nghĩ sao về Pad 5 Pro 12.4 inch, một mẫu máy tính bảng rất lớn đến từ thương hiệu Xiaomi, chip mạnh, các thứ thiết kế đẹp và mức giá nó hiện tại chỉ có hơn 5 triệu thôi. Đừng quên để lại ý kiến nhé. Tất cả sản phẩm mình trên tay thì mình đều bán. Các bạn có thể nhắn tin qua mình Facebook, Zalo nha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.